Mượn nhiêu? Dạ 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Tụi bay làm cái gì mà 500 triệu dữ vậy? Dạ, tại giờ chị thấy á, bây giờ mình mà làm ăn mà kiểu buôn bán này nọ á, thì cũng khó lắm. Em thấy là giờ mạnh nhất là kiểu như mình đồ ăn rồi đó chị, mở quán ăn đó. Mà chị thấy đi, giờ mở quán ăn mình phải thuê mặt bằng, rồi xong rồi mua bàn, ghế, rồi chi tiêu đủ các thứ hết trơn á chị. Thì cỡ 500 triệu mới đủ chứ chị. Tụi bay nghĩ tao là cái ngân hàng hay gì? Cần là có hả? Mượn rồi khi nào trả? Thì chị là chị của em á, chị gắng giúp đỡ em đi. Thì bây giờ vợ chồng em buôn bán xong cái bắt đầu gom ngạn ít á, trả chị ít ít, chừng nào đủ thì thôi. Tụi bay nói chuyện tao nghe mắc cười quá à. Trả chừng nào đủ thì thôi. Rồi tụi bay làm ăn á, không biết có được hay không. Trời ơi, mượn mà không có ngày trả rõ ràng gì hết á, ăn cướp cũng không như tụi bay nữa. Chị vừa phải thôi nha. Chị là chị của em, chị không giúp đỡ thì thôi đi. Còn đằng này nói móc nói mé nữa sao hả? Keo kiệt vừa thôi chứ. Anh, tự nhiên nói chuyện gì với chị hai vậy? Em im, để anh nói. Cút! Mày cút ra khỏi cửa nhà tao liền. Bà ôm cái đống tiền đó đi, xong rồi chết dài với nó. Bên! Ông dài ra đó. Thôi. Dạ, để em về em nói lại vậy. Mày câm cái mồm lại với mày. Mày mà la nữa đó. Ai da. Mấy anh ơi. Có chuyện gì? Ê, mấy anh từ từ. Em nói nghe nè. Anh thư thả cho em vài ngày. Một tuần nữa em trả cho mấy anh ha. Mày cứ thư thả. Mỗi lần tôi đợi là mày hẹn. Là sao mày? Hỏi mày. Ai da. Tao chừng nào trả? Dạ. Em hứa đúng một tuần nữa em trả đủ. Hôm nay tao ghi dặn nha. Hôm nay tao tha cái mạng chó mày với mày. Mày mà tao quay lại mà không trả là mày chết mày tao đó. Dạ, em trả hứa mà. Rồi có sao không? Hả? Tao đánh đào quá. Nói gì mà giờ nó nói là trong một tuần đó. Có cách gì không? Má phải chi bà Phượng cho mượn tiền để nó xảy ra cái cơ sự này đâu. Rồi bây giờ có cách gì không với ngồi đó nó hoài sao ra tiền? Hết cách rồi. Giờ phải liều thôi. Liều gì nữa? Bà đi mua giùm tôi mấy thứ. Ngồi đi. Rồi bữa nay giác mặt qua đây làm gì nữa? Chị cho em xin lỗi. Bữa trước á, em biết là em nói nặng lời chị. Có gì chị tha lỗi cho em nha. Nói hay quá à. Muốn nói gì thì nói, muốn chửi gì chửi. Xong giờ kêu tha lỗi là tha lỗi hả? Thì chị cũng biết tính em rồi. Nóng lên em nói em có suy nghĩ cái gì đâu. Mà bây giờ chị em ruột nhau, không lẽ là chị chấp nhất thằng em Út? Chị, em nói chị nghe nè. Chị tha lỗi cho ổng đi. Hôm bữa mà vụ mà cự bên xưởng xong á, là về nhà em thấy ảnh hối lỗi lắm luôn á. Cái kiểu mà cầm cái điện thoại lên muốn gọi cho chị đang xin lỗi mà cứ ngại ngại hoài luôn á. Chị em ruột với nhau mà, chị tha lỗi cho ổng lần này đi. Em nói thiệt chị nha, lần sau mà ảnh còn vậy nữa á, chị khỏi lên tiếng, em quất ổng luôn á. Thôi được rồi, coi như tao bỏ qua cho mày lần này đó. Dạ, vô nấu cơm đi, mình ăn cơm ở nhà chị hai luôn. Chị, hồi nãy á, em có mua đồ ăn á, bây giờ em vô em dọn ra. Cái ba chị em mình ăn cơm chung. Qua đây được rồi, mày đặt mua đồ ăn chứ không biết nữa. Không gì đâu, lâu lâu mình mua ăn nha. Chị hai, ăn món này đi, ngon lắm á. Tự nhiên bữa nay mày tử tế quá, tao thấy hơi sợ sợ rồi đó Cường. Thì em cũng phải thay đổi chứ chị hai. Dạ đúng rồi. Công nhận con Tâm nó mua đồ ăn chỗ này ngon à. Ừ, ngon chứ. Chị hai. Chị Phương ơi, chị đang ăn cơm mà chị. Chị hai.
sao mà lẻ quá vậy? Chắc nãy tôi pha thuốc kiểu tôi để nhiều quá, kiểu gấp đôi á. Ông bị khùng hả? Sao tự nhiên làm gì cho lố vậy? Lỡ mà có chuyện gì hay sao? Không sao đâu, bà khỏe lắm. Bây giờ vô mình kiếm coi vàng với tiền mà để đâu, ngồi đây càm ràm đi. Tại ông tôi mới làm mấy chuyện này á. Tôi vô bước đường cùng, chị đừng có trách tôi. Mày định làm cái gì? Tiền vàng mà để đâu? Để đâu? Có phải bà để trong, có phải bà để trong tủ đó đúng không? Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Tao bà làm gì vậy hả? Ông coi đi, đây là chị Hai đó. Chị Hai ơi, chị Hai, cho vợ chồng em xin lỗi đi chị Hai. Anh Cường anh không phải là người vậy đâu chị Hai. Có như vậy hay không? Lên công an rồi nói chuyện. Thôi bà chị, đừng, chị đừng có làm vậy mà. Tội nghiệp anh Cường lắm chị. Anh Cường anh vô đường cùng á, nên anh mới làm vậy thôi chị. Bà không cần phải xin. Bà giàu vậy bà có giúp vợ chồng mình không hả? Nè, tôi nói cho bà biết. Bà đẩy tôi vô tù đi. Người bà ăn nói làm sao với ba má đâu khuất kìa. Tao làm gì có lỗi với ba má? Người có lỗi từ đầu tới cuối là mày đó. Mày muốn tiền đúng không? Mày muốn tiền, tao đưa cho mày tiền. Tiền của mày nè. Cái gì? Cái này này 100 triệu. Sao đứng tên em vậy chị? Đứng tên của mày. Tại vì tao biết thằng em của tao nó cờ bạc, nên tao định là để khi nào mà nó tu tâm dưỡng tánh, tao đưa cái sổ này cho tụi bay làm vốn. Tại vì tao có một mình nó là thằng em trai duy nhất thôi. Tao không ngờ chỉ thằng em ruột của tao vô nhà tao để ăn cơm. Chị Hai, em biết lỗi của em rồi, chị tha lỗi cho em nha chị Hai. Chị ơi, tụi em biết lỗi mà. Chị Hai tha lỗi cho tụi em nha chị ơi. Dạ chị Hai.